Xin chào quý vị anh chị già các bạn. Hôm nay mình đi xuống thành phố Quảng Ngãi. Mình vô mình mua đôi dép cho con trai mình. Ở đây mình thấy bón đủ thứ. Ở đây ngay đường đài xe lửa. Giáp huyện Sơn Tịnh với thành phố Quảng Ngãi. Có xe này bón âu gấu nữa quý vị ơi. Âu gấu này 35k một cái này, 100k ba cái nè, âu gấu đó quý vị. Ra niệm 70.000 một cái. Rồi nam 4 cái 100.000. Ở đây thường bón ở đây không chị? Chị đây chia sẻ là lâu lâu mới bón quý vị ơi. Thường mùa lạnh mới bón hả chị? Mùa lạnh mới bón thôi. Buộc mạng đẹp quá. Đây thành phố Quảng Ngãi mà giáp danh với đường đài xe lửa. Người ta thấy người ta mua quá trời quý vị. Đó là ô gối. Mền. Giờ này là cả 5:30 ta đi làm về. Rất là đông. Này bón đủ loại dép. Ô đây là ô trẻ em. Quần ô trẻ em. Ô khoác. Ở đây bón ô khoác quý vị. Ô khoác, ô ấm, ô lên đây. Chỗ này bón cũng rất là nhiều. Ở đây ngay cái cổng trồ đây. Cổng trồ để giờ này ta chưa mở điện. Bón trái cây đủ loại. Quá đó. Chị bón trái cây rất là dễ thương, đẹp. Giống như mẫu vậy. Đây chôm chôm này. Cái chôm đẹp lắm không. Chôm đẹp quá hay. Chôm chôm đó là bao nhiêu ký vậy chị? 30.000 áo chôm chôm đẹp quá hay. À 30.000. Tôm, trứng, rau. Ở đây giờ ta đi lộn về chứ ta ghé tao vô mua luôn. Tình Hòa đây là chú rất là nhiều. Quá tươi. Quá bự quá mè. Quá gì? Quá gì mà to quá vậy chị? Quá gì nó to quá chị? Quá. Đi làm về ghé mua luôn anh. Quá to quá mè. Chờ quá rồi nữa. Quá anh. Quay đầu á. Chỗ ngay chỗ Tình Đông á, chỗ sân banh đó. Buôn bán Tình Đông à. Chỗ góc doa đó. Chụp phim hả? Đây quay phim đưa YouTube. Cái gì thấy người ta bự cứ mà. Bón bắp nữa nè. Quý vị đi làm về thì ghé đi mua. Món rau. Cũng nhiều, rất là nhiều loại rau nghe, tươi nghe. Nam xuống Quảng Ngãi mình định đi quay đá banh bữa nay Việt Nam
đá với Campuchia để quý vị SEA Games đây. Đó, mình sẽ mình thấy mình quay luôn. Hôm nay là ngày ngày 7, ngày 7 tháng 12 đây SEA Games Việt Nam đá vòng vòng 2. Đó. Vô gặp Campuchia, mình xuống đây. Đó. Trời này tê lòm về rất là đông. Tranh thủ mua rồi về coi đá banh. Đó, Việt Nam gặp Campuchia. Đó, cái này cá lóc lươn quý vị, làm tại chỗ luôn. Quý vị mua tao làm tại chỗ luôn. Đó, mình giờ mình quanh lại nghe quý vị, quanh lại. Đó, rất là đông. Cái này ta mua tiện, rất là tiện. Đó, khỏi gửi xe vậy. Mình ghé mình mua rồi mình về luôn. Vậy. Ở đây chị đi bán cá rất là khách, rất là đông. Có nó xa rồi. Có nó xa rồi. Có nó xa rồi. Thì có đây bao nhiêu ký vậy chị đó? À có gồ, 240. Có gòn à. À có biển quý vị. À mà 140 một ký. Ồ quá đó, về là nhạo phải xài đó. À. Còn cô có tính đâu hả? Ở đây chỗ nào cũng bán rất là nhộn nhịp. Đó. Bán là dài này là người ta đi làm về ta mua nhiều. Đó. Hôm nay là trên này là bán trái cây, cũng bán quần ố nhiều, dép rồi nhiều. Như kia là bán rau. Bón có. Trời này mùa lạnh thì mình lên mình chia sẻ cho quý vị trên kia coi mền rồi kia. Đây, đùa cho em mà treo cũng rất đẹp nè. Kia khâu tròn giá rồi bao tay. Đó. Đó anh. À. Có được không anh? Ồ. Có mưa rồi đã quá hè. Nãy mà dạ bác có lựa được cái nào không anh? À. Ồ ở đây ấu niệm mấy quý vị, ấu niệm. Đó, ở đây dân hòn này thấy ta mua cũng nhiều. À, mùa lạnh đây nó tháng này gần tới Noel rồi quý vị. Đó, ngày 7 tháng 12 rồi. Đó. À, còn 17 ngày nữa thôi là tới Noel. Cho nên nó rất là lạnh. Người ta mua
mền rồi rất là nhiều đó. Rồi mình gặp ở đây thì mình chia sẻ cho quý vị. Ở video tới đây mình chia sẻ cũng đã dài rồi. Rồi mình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình.